Xin chào tất cả các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến. Như tất cả chúng ta đã biết, kỳ thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã đến rất gần và sau kỳ 2, sau kỳ thi đó, các học sinh lớp 10 sẽ được tổng kết năm học và kết thúc bế giảng năm học lớp 10, cũng là năm học đầu tiên trong chương trình trung học phổ thông mà các em học sinh sẽ phải trải qua. Vậy thì cái lượng kiến thức năm học lớp 10 như quý vị phụ huynh và các em học sinh đã biết nó là kiến thức nền tảng và mở đầu bản lề cho kiến thức trung học phổ thông nó cũng rất là nhiều và rất là khó. Tuy nhiên, bước sang năm học lớp 11, lượng kiến thức, cuốn sách giáo khoa nó sẽ dày hơn rất là nhiều so với cái cuốn sách giáo khoa của chương trình lớp 10 và điều đó tạo ra một cái thách thức rất là lớn đối với các em học sinh trong việc nắm được kiến thức, hiểu được kiến thức, vận dụng được kiến thức vì kiến thức của chương trình lớp 11 cũng rất là quan trọng, nó phục vụ cho rất nhiều các kỳ thi sau này của các em và các uh, các em có thể sử dụng những cái kiến thức đó để trang bị cho mình phục vụ cho các kỳ thi sau này. Vậy thì các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh đã có những cái kế hoạch gì để chuẩn bị cho cái năm học lớp 11, một cái năm học bản lề rất là quan trọng của chương trình trung học phổ thông hay chưa? Một trong những cái điều mà rất nhiều bậc phụ huynh thường trao đổi với tôi, đó chính là cái lượng kiến thức của năm lớp 11 nó bùng nổ nó có thể gấp 2 gấp 3 à, thậm chí là cái mức độ khó nó khó hơn so với cái chương trình lớp 10 rất là nhiều mà lượng câu hỏi nó bắt đầu các câu hỏi của cái kiến thức lớp 11 thường xuất hiện trong cái đề thi à, tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như là đề thi vào các trường theo cái các các cuộc thi các kỳ thi như là kỳ thi đánh giá năng lực cũng xuất hiện các câu hỏi trong chương trình lớp 11 Vậy thì một cái lượng kiến thức tăng đáng kể như vậy và một trong những cái điểm nữa đó là đặc thù của môn sinh học đặc thù của môn sinh học là một cái môn khoa học thực nghiệm nó có lượng kiến thức lý thuyết rất là nhiều à, nhiều học sinh nghĩ rằng môn sinh là môn học thuộc lòng nhưng không phải Môn sinh là một cái môn khoa học tự nhiên, đòi hỏi chúng ta phải hiểu được bản chất của kiến thức và từ bản chất kiến thức đó, chúng ta vận dụng vào giải quyết các câu hỏi, các bài tập hoặc là các câu câu trắc nghiệm để có thể trả lời tốt được những cái câu hỏi bài tập và trắc nghiệm đó thì chắc chắn chúng ta phải hiểu được và phải vận dụng được cái kiến thức đó. Và chính cái điều này sẽ khiến cho là việc học môn sinh nếu không có một cái phương pháp đúng đắn thì khiến cho chúng ta rất dễ học trước quên sau và làm cho chúng ta bị nản trong quá trình học tập. Chính vì vậy, nếu nắm được một cái phương pháp, một cái kỹ năng để tiếp cận với kiến thức một cách uh, tốt nhất ấy, thì các em học sinh sẽ có thể ghi nhớ và vận dụng kiến thức rất là tốt và có thể hoàn thành những cái bài thi của mình. Vì thế mà quý vị phụ huynh nên định hướng cho con học tập sớm và các bạn học sinh cũng cần phải định hướng để làm sao chúng ta học được những cái phương pháp học kỹ năng học làm sao đạt được cái kết quả và hiệu quả trong việc học và tôi xin giới thiệu cho các quý vị phụ huynh cũng như là các em học sinh một cái giải pháp đó chính là một cái khóa học tốt sinh học 11 dành cho năm học 2021-2022 dành cho các em học sinh 2 k năm chính vì cái tầm quan trọng của lượng kiến thức lớp 11 mà tôi đã phối hợp cùng với hệ thống giáo dục học mãi để xây dựng nên một khóa học gọi là khóa học học tốt lớp 11 học tốt sinh học lớp 11 với rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và luyện thi cho các em học sinh thì tôi nhận thấy một điều rằng cái uh, nhu cầu học sớm uh, sinh học lớp 11 dành cho các học sinh 2K5 là rất là cấp thiết và chính vì vậy tôi đã phối hợp cùng với hệ thống giáo dục học mãi.vn uh, xây dựng cái khóa học tốt sinh học dành học tốt sinh học 11 dành cho các em học sinh 2K5 học tốt là một cái khóa rất là quan trọng một cái khóa học giúp cho các em học sinh thứ nhất là nắm được kiến thức thứ hai là có kỹ năng giải quyết các bài tập thứ ba là giúp cái tạo xây dựng cho các học sinh một cái hệ thống phương pháp học tập một cách toàn diện để các em học sinh có thể học tập đạt kết quả tốt ngay ở trên lớp, đạt được điểm cao và có một cái học bạ rất là tốt. Vì ngày nay thì việc có một cái học bạ tốt đẹp giúp ích cho các em rất nhiều trong cái việc xét tuyển vào các trường đại học. Và với cái khóa học tốt này thì tôi xây dựng một cái khóa học với khoảng 60 bài giảng cùng với các bài tập với khoảng hơn hàng nghìn bài tập mà trắc nghiệm sẽ giúp cho các em học sinh có một cái một cái nền tảng kiến thức rất là vững có thể tham dự vào các kỳ thi phục vụ cho các kỳ thi hay là các bài kiểm tra ở trên lớp với một cái hệ thống cái khóa học tốt này với một cái hệ thống phạm vi kiến thức toàn bộ trong chương trình sinh học lớp 11 rèn luyện giúp cho các em học sinh những cái phương pháp những cái kỹ năng và xây dựng cho các em cung cấp cho các em một cái hành trang tốt để có thể uh, bước vào các kỳ kiểm tra và các kỳ thi và chính vì vậy mà học cái chương trình này sẽ giúp cho các em rất là nhiều giúp cho các em có thể đạt được cái điểm cao trong cái quá trình học tập của mình và một cái điều nữa là khi tham gia cái khóa học tốt lớp 11 này các em học sinh sẽ được tham gia vào một cái cộng đồng gồm có các giáo viên, các anh chị hỗ trợ và các bạn học sinh cùng trang lứa để có thể trao đổi bài tập, trao đổi câu hỏi giúp cho các em nắm được kiến thức một cách tốt nhất. Cùng với sự cấp thiết của cái việc xây dựng khóa học dành cho các em học sinh 2K5 một cái khóa học cung cấp cho các em để học tốt môn sinh học trong chương trình lớp 11 à thầy công. Hy vọng là khóa học tốt sẽ giúp cho các con không còn bỡ ngỡ với kiến thức chương trình sinh học lớp 11 à, vượt qua tất cả những khó khăn À, trong cái quá trình lĩnh hội kiến thức, vận dụng kiến thức để có một cái điểm số rất là cao trong học bạ và một cái kiến thức rất là tốt phục vụ cho các kỳ thi và các phụ huynh có thể yên tâm về cái quá trình học tập của con em mình. Và hẹn gặp lại các quý vị phụ huynh và tất cả các em học sinh trong khóa học tốt sinh học lớp 11 của thầy Công. Xin chào và hẹn gặp lại.